là hầu cái bà cố là bệnh là u ác bao tử. U ác bao tử. Đi khám là đại học y dược thì cứ nghĩ là chết thôi. Mà cái hello, chào anh em nha. Chào mọi người gái không? Giơ tay chào mọi người gái đi. Chào. Buổi chiều thì anh em tiếp tục ra khơi đánh bích cá nha mọi người. Bây giờ thì cũng 5:30 tầm 6 giờ rồi. Ngồi chung với ông bác bốn. Thằng con mực. Đúng rồi bốn. Phải thằng con mực không? Thằng con mực. Tí nữa thì má anh uống xong khoảng ở nửa tiếng nữa thôi sẽ lên điện chăm cá và câu mực. Tí nữa sẽ quay cho các bạn xem con mực nha. Đợt này thì mình sẽ ra nhiều video clip về những chuyến đi khơi ở ngoài biển nha. Đây quay cho mấy chiếc ghi đang chạy lên nè các bạn. Đấy mấy chiếc ghi câu nè. Đấy zoom lại bạn xem nha. Đấy mấy chiếc ghi câu ấy. Đấy các bạn xem đây, quả wow, không cánh. Bây giờ thì đã bắt đầu nô máy lên điện các bạn, lên sẽ trong mực. Hôm nay đánh cũng gần thôi, trong mực tối thôi cũng có cái gì nha. Những bóng đèn siêu sáng. Xem là những bóng đèn đó. Được một món cá đây nào đó. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi à mọi người. Anh em cũng đã ngủ hết rồi. Còn mình thì thức nha. Đây. Được con mực. Vừa câu được con mực cũng sống không? Vừa câu lên luôn à. Còn sống nha. Đứng bắt đầu quấn manh rồi anh em ơi, đang thép mình nước xuống gom ké lại chuẩn bị làm một giác manh đầu tiên nha. Bây giờ thì 12 giờ rồi. Mô bình lưới sao anh em ơi, làm nấu cơm khoảng cỡ 3 giờ 4 giờ làm thêm nhạc lưới nữa. Kẻ tôi quá tư. Kẻ tương chung hả? Kẻ tương. Đấy. Giờ đây là luộc á. Các bạn ơi. Là quýnh được mấy khay gà hố. Quá mệt anh em ơi. Quýnh được vài khay gà hố với vài ké lộn xộn à. Sáng quay mấy xe. Thế là hầu cái bà cố là bệnh là u ác bao tử. U ác bao tử. Đi khám là đại học y dược thì cứ nghĩ là chết thôi. Mà cái uống nhầm trúng ba cái chữ cây. Bây giờ hết. Nay 5:30 rồi. Vẫn khỏe bình thường. Kiểu là một ngày vẫn uống được lít. Không uống vô tư. Không là bài 4 là vô là nào chơi luôn rồi chứ. Để thì chơi đâu. Chơi giờ chơi ngay á. Để thì chơi ngay vậy đâu có nuôi bố được gì đâu. Niêm mạc đường ruột nữa. Một chết mật luôn. Nên men gan là lên 103 đâu. Là bác sĩ cho biết là bệnh bác rất nặng. Đâu gì ai dưỡng. Được ngày nào hay ngày nấy không thể là giải quyết được. Vậy là cái không ngờ là mình tìm ra được một phương thuốc là cây có. Cây có. Mình là uống là hết. Không mình. Uống vậy cái tự nhiên ghê. Mấy tháng bốn? Sáu tháng sau. Như vậy là bệnh tình là khỏe lại. Ăn uống được
đi đi biến họ lại bình thường. Là đi làm là được một năm, một năm theo mới đi làm lại rồi. Vậy là giờ là uống là một ngày là một lít. Cho nên đây, nói các bạn không tin thì đây. Đây, không tin. Uống đây. Nếu không tin thì bữa nào là lên clip khác là lấy hết cái hồ sơ mà khám tại là Đại học Y Dược. Là các bạn sẽ biết nếu bạn nào đau dạ dày, u dạ dày sẽ tìm đến chú Tư để giúp cho bài thuốc và làm cho giờ uống cỡ 2-3 tháng sau thì nó sẽ giảm. Các bạn bữa nay mình đi biển mưa biết được là mình ngồi đâu sớm mà cũng nghe chú Bốn là hầu kia là có một con mình gọi là ác tính đó bố. Ác tính. Cuối cùng cũng đè hết mà giờ thì đi biển với mình bình thường đây. Thì cũng uống rượu bình thường. Vô cái cho mọi người xem đây. Vô. Ngày uống ba cử à? Ngày uống ba cử. Tao đi biển làm thêm cử nữa. Lúc trước thì 53 kg, thì hôm nay 59 kg. Khi nó khỏe cho đến bây giờ là hiện nay là 59 kg. Người cao có 1m5 thôi. Thấy chưa không? Đúng rồi, lý đức. Rồi, chắc giờ là anh em là chúng mình nghỉ ngơi rồi, không cỡ tiếng nữa thì làm việc lớn nữa các bạn. Bữa nay Quýnh cũng có gì đâu các bạn ơi. Câu lớn xong rồi, bắt đầu là giờ là chú ba là câu, còn chú bốn là làm ra đây. Làm rượu nha. Màu thì không có còn màu nữa. Ăn cơm xong hết rồi, để ăn cơm xong không quay đột mệt quá mệt anh em à. Thấy cuộc sống dân biển như thế nào chú bốn? Thấy cuộc sống dân biển thế nào? Dạ không? Thấy cuộc sống dân biển thế nào? Nhàn rỗi chứ cái gì nữa. Thấy không? Rượu đâu? Đây là ăn hết rồi. À, để dành lại cái đầu là đau trọng động kinh vậy cho nên từ chỗ đó là coi như chú Tư này làm cốc rượu một ly rượu cho khách cho rượu hỏi rượu là sách chùm mà chơi rượu ấy quay các bạn không gian không gian rất là yên tĩnh rất là đẹp nha. Đây nè đây hỏi cho các bạn chú Tư lúc nào đi cũng làm chai về ba bữa. Bữa nay quýnh ké rất ít sao không quay các bạn xem được. Không có nhiều làm mới mực ăn rau nhưng mà nói chung là do mấy cháu năm uống rồi nên chú ngồi đây mình chú lai rai. Thằng bốn là nhiêu tuổi? Thằng bốn 70 hả? 71 tuổi. Đây là thằng thâu và đây ánh được con mực nha các bạn. Mù mì quá đơn giản ha. Quên học dây là nhắm đâu giờ ăn rau mà. Còn đây là chẳng qua là nhắm nháp cho vui để chờ thời gian làm việc lứa nữa đi vào bờ làm tiếp. Cuộc sống là chỉ ăn nhậu không bố vậy biếu là nói chung ăn nhậu nhiều chờ bờ cũng có nhưng mà bên ngày không mà chỗ không đêm. Hôm nay giáo thiệu các bạn là những cội nguồn của dân làm biếu thôi vô ngay rồi đây rốt đi rốt cháu tôi. Định đâu keo đâu màu mì đâu giờ đi màu mì nữa mùa vô nha đó về vô nha vô wow nồng mà chú bố ơi rượu ngon không quá ngon. Sống trôn vui vô biển. Còn nếu không có rượu là không đi biển. Đúng không? Đúng. Nói cho các bạn nghe cái mọi người nghe. Đi biển là cậu đi làm là phải có rượu đem theo à. Chứ mà không có rượu đâu chứ cũng buồn cũng làm không được. Đúng rồi, cuộc sống là phải có rượu. Giờ là sáng hôm giờ mình còn làm thêm cốc mà chưa? Sáng ngày vô tư rồi. Sáng ngày thì muốn uống nhiều không? Muốn uống nhiều không? Nói chung là ghi làm vài cốc. Làm cốc nữa cốc đây đúng không anh nói là chú bố nó là
không đi biển, đúng không? Đúng. Bên đây câu không có gì không? Trong gần bờ câu không có gì. Các bạn ơi, đang câu này, chú bé đang câu mà không có, bên đây đợi em có mực à.